Xin chào tất cả mọi người ạ, em là cảnh hàng bán Nhật đấy ạ. Hôm nay em có lên thêm một số mẫu đồ nghề Nhật Bản nữa. Hôm nay thì có một cái máy rọi của trong xây dựng ạ, và có hai cái máy mài dao kéo, rồi bộ xích quấn lốp xe ô tô, rồi có cây kìm cắt sát sai lớn ạ, và một số cái mẫu đồ nghề cuốc xẻng mai, đồ nghề sửa chữa và một số cái mẫu kéo bonsai rìu, rồi dao chặt, dao bếp các loại ạ. Mã đầu tiên hôm nay nó là mã D ạ. Mã đầu tiên là mã D1. D1 là một cái máy soi tia trong xây dựng. Cái máy này nhìn chung thì nó còn rất là mới và đẹp ạ. Đây nó có hai cái tia laser, là một tia dọc và một tia ngang ạ. Một tia dọc, một tia ngang. Đây có công tắc tắt mở ạ. Đấy ạ. Máy thì em đã kiểm tra rồi, nó vẫn còn xài hoạt động bình thường ạ. Các bác cho pin vào là xài thôi ạ. Đây pin thì nắp ở đây ạ. Còn nguyên tem mác ạ. Còn nguyên tem mác, máy còn rất là mới luôn. Cái này D1 nó là 500.000, 500.000 D1 ạ. D1 nó là 500.000, đây nó có hãng là HLTC đó. D1 500 ạ. Mã số tiếp theo D2. D2 là một cái máy mài dao kéo mini của hãng Ryobi ạ. Ryobi. Cái máy này thì nó cũng còn nguyên tem mác ở dưới đáy. Đây nó có điện của nó là điện 100V, công suất là 60/55W ạ, 60/55W. Máy thì còn rất là đẹp và gần như mà mới ạ. Gần như mới, có công tắc tắt mở đây ạ. Đây em thử điện cho các bác coi ạ. Đó, nó chạy rất là êm nha các bác, gần như là không gây ra tiếng ồn luôn ạ. Không gây ra tiếng ồn. Đó. Có một bên bánh nỉ và một bên là đá mài. Một bên bánh nỉ và một bên là đá mài ạ. Cái máy D2 nó là 550.000 ạ, D2 đây. Đá cũng còn đẹp và cái bên đá bánh nỉ này thì cũng còn mới ạ. D2 550.000. Mã số tiếp theo mã D3. D3 là một cái máy mài dao kéo, máy mài nước ạ. Cái này thì hình thức nó cũng còn tương đối là mới, tem mác rồi cũng còn nguyên. Đây, bên này thì nó có ấy đó, nó có công suất của nó đấy, điện là xài điện 100V, công suất là 70W ạ, công suất là 70W. Đây em test thử, nó có công tắc ở dưới đuôi của máy đó. Đó, máy vẫn còn xài hoạt động bình thường ạ, rất là êm, không gây ra tiếng ồn ạ. Trên cái mặt của máy mài thì nó có thêm một viên đá phụ nữa, viên đá phụ. Đường kính cái viên đá chính này thì nó đường kính nó rộng là 4,5 cm. Cái máy D3 này nó là 1 triệu. Thì mã số tiếp theo mã D4 ạ. D4 nó là một cái bộ xích để quấn lốp xe ô tô. Một bộ xích, cái này thì người ta đựng trong hộp, bên ngoài có tem mác chữ Nhật ạ. Và nó có bị bong chóc tem rồi, nó còn lại một phần tem mác thôi ạ. Bộ xích này thì nó gồm có hai cuộn xích. Cái này thì nó mắc vào nhau nha bác. Đây, xích còn mới, gần như là chưa xài luôn ạ. Đây, xích còn mới này. Cái này người ta nếu mà xài qua rồi thì nó sẽ bị dính bùn, dính đất. Mà cái này thì mới chưa xài. Có hai cái cuộn xích còn mới ạ. Và nó có một cái tem mác đây, nó có hình ảnh minh họa đây ạ. Đây các bác mua về mang theo, khi nào trời mưa mà đi đường nó trơn trượt thì các bác có thể quấn xích vào lốp ô tô để đi ạ. Cái mã này nó là D4, nó là 450.000 ạ, bộ xích ạ. Mã số tiếp theo D5 ạ. D5 nó là một cái cây kìm cắt sắt của hãng MCC. Cây này size lớn các bác, chiều dài của nó là được khoảng 1 mét. Và bề ngoài thì nó cũng còn tương đối là đẹp, còn nguyên lớp xi mạ đấy ạ. Nó chỉ bị một vài vết chảy xước lớp xi sơ sơ trên bề mặt thôi ạ. Đây. Cây kìm cắt sắt này thì nó có hai cái miệng cắt sắt, đó là một miệng là cắt được sắt 10 ly và một miệng cắt được sắt 13 ly. Cái này thì nó tương đối là nặng nên em không có nhắc nên quay kỹ cho các bác được. Nhưng mà em đã kiểm tra rất kỹ rồi, nó còn miệng hàm còn đẹp hết ạ. Và
nó không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Và cái D5 này thì nó là 1.3 triệu, 1.3 triệu. Mã số tiếp theo D6 ạ. D6 là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cái này thì là size 350 ạ. Cái phần bề ngoài của cây kìm thì cũng có bị bong chóc chảy xước lớp sơn mạ một phần rồi ạ. Còn phần lưỡi thì còn đẹp ạ, lưỡi không bị xét gì hết ạ. Và cái lưỡi cắt thì còn sắc bén, cũng không có bị gam mẻ gì ạ. Nó cắt được cáp là 6mm. Cái này D6 nó là 190 ạ. Mã số tiếp theo D7 ạ. Là một cái cây kìm cắt sắt của Đức. Cái này chiều dài nó được là 60cm, size 60 ạ. Cán được sơn mạ màu xanh còn rất là đẹp. Cái này đẹp gần như là mới ạ. Tay cầm người ta có bọc cao su bên ngoài. Trên cán có tem mác đây. Tem mác hình ông thợ rèn và có tem mác toàn bộ bằng chữ tiếng Anh ạ. Bằng chữ tiếng Anh. Mặt bên này thì người ta có dập chữ là Germany Stand. Germany Stand ạ. Đây ạ. Lưỡi cắt thì còn sắc bén, nó cũng không có bị sứt mẻ, gam mẻ gì hết ạ. Bề mặt lưỡi không có reset gì đâu ạ. Đây, bên này nó có dập chữ Germany Stand. Cái này nó là D7 thì nó là 600 ngàn. D7 600. Mã số tiếp theo D8 ạ. D8 là một cái cây xẻng nhọn, size lớn. Cây xẻng này thì nó có chiều dài lưỡi là nó dài được 29cm. Bề ngang lưỡi của nó là được 23,5cm ạ. Cái này thì lớp sơn mạ cũng còn, lớp sơn mạ nó chỉ bị bong chóc ở cái phần mũi xẻng thôi ạ. Mặt dưới cũng thế ạ. Nó có một lại một lửa lớp sơn mạ, còn ở phần mũi xẻng thì người ta đã sử dụng qua nên lớp sơn mạ nó bị chảy, bị bong chóc rồi ạ. Cái cây xẻng này cán bằng gỗ còn đẹp ạ. D8 nó là 270 ạ. Mã số tiếp theo D9 ạ. D9 là một cái cây thước lá dài 1 mét của hãng Yamazo. Yamazo có dấu nội địa ở Nhật ạ. Cây này thì nó dài 1 mét đây, bề mặt của nó đấy. Cái vạch mực và những cái thông số thì mực nó còn rất là rõ thôi. Nó có dính những một số cái vết ố trên bề mặt. Về các bác có thể vệ sinh thêm là nó sẽ sạch, nó sẽ đẹp rồi ạ. Đây, trên bề mặt thì người ta có dập chữ Made in Japan ạ. Mặt bên này thì người ta có dập những cái thông số kỹ thuật nữa. Cây này nó là D9, nó là 250 ngàn. Này thì do những cái vết bẩn nó dính vào nên nó có vết ố hơi vàng vàng trên bề mặt ạ. D9 250 ngàn. Và số tiếp theo D10 ạ. D10 là một cái cây kéo tỉa hàng rào vân búa thủ công ạ. Cây này chiều dài được là 60cm. Cái cán bằng gỗ còn tương đối là mới và đẹp. Trên cán thì còn nguyên tem mác ạ. Còn nguyên tem mác trên cán. Còn cái phần lưỡi cắt đây, lưỡi thì còn sáng sáng bóng, không có rỉ sét gì hết ạ. Trên bề mặt lưỡi hai bên thì đều có vân búa dập thủ công trên bề mặt lưỡi. Còn lưỡi thì được làm bằng thép ghép hai lớp, đây có vân thép ghép ạ. Và chữ thì được dập chìm ở mặt bên trong của lưỡi kéo. Cái này D10 nó là 300 ạ. D10 300. Mã số tiếp theo D11. Một cây kéo cắt cành trên cao. Cái này chiều dài được là khoảng 60cm. Cán gỗ còn chắc chắn ạ. Còn cái phần lưỡi cắt thì bề mặt lưỡi không có rỉ sét gì hết ạ. Đây, hai mặt lưỡi thì cũng tương đối là dày, nó dày khoảng là 5mm ạ. Nên các bác có thể mua về mình cắt tỉa được những cái cành già hoặc cành lớn ạ. Lưỡi cắt thì không có rỉ sét, gam mẻ gì hết ạ. Trên bề mặt lưỡi thì người ta cũng có dập chìm chữ Nhật ạ. Rất là đẹp luôn ạ. D11 cây này nó là 300 ạ. Mã số tiếp theo D12 là một cái cây chép ạ. Cái này thì cái phần lưỡi chép thì nó dài được là khoảng 12cm. Và bề ngang lưỡi chép thì nó là 9,5cm ạ. 9,5cm. Dài 12 ngang 9,5. Cây chép này thì cán cũng được hàn bằng ống thép luôn. Nó dài tầm 1m ạ. Dài tầm 1m. Cây chép D12 này thì nó là 170 ạ. 170 ngàn. Mã số tiếp theo D13 là một cái lưỡi mai. Lưỡi này có chiều dài được là 25,5cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 10cm ạ. Chiều ngang lưỡi 10cm. Và độ dày của cái lưỡi mai này thì nó dày khoảng 8 ly ạ. Rất là dày luôn ạ. Cây này thì đây, thép rất là dày và cứng cáp này các bác. Có cái cán thì người ta cưa cụt mất rồi nha các bác. Về các bác tháo ra cho em cán mới ạ. Cái lưỡi mai của Nhật thì thường thép nó cứng và thường người ta cũng hay ghép thép 3 lớp luôn ạ. 2 hoặc 3 lớp ạ.
D13 thì nó là 300 ngàn. Mã số tiếp theo D14 ạ. Mã số tiếp theo mã D14 là một cái lưỡi cuốc. Lưỡi này chiều dài lưỡi được là 17,5 cm. Bề ngang lưỡi cuốc thì nó rộng là 13 cm. Lưỡi cuốc này thì bề mặt thì còn rất là đẹp, không có rỉ xe gì hết ạ. Mặt bên này thì còn một phần lớp xi măng luôn ạ. Đó, và nó cũng dày tầm khoảng 6 ly. Cũng tương đối là dày đấy ạ. Dày 6 ly, rất là cứng luôn ạ. Ở trên bề mặt lưỡi cuốc thì người ta có dập số 3. Này D14 nó là 220 ạ. 220. Và số tiếp theo D15. Cũng một cái lưỡi cuốc nữa, chiều dài lưỡi là được 18 cm. Và bề ngang lưỡi cuốc này thì nó là 14 cm ạ. Bề ngang 14 cm. Bề mặt lưỡi cuốc thì nó cũng có rỉ, vết rỉ ni ti trên bề mặt ạ. Hai mặt đây. Nhưng mà thép cũng khá là dày và cứng ạ. Thép nó dày được tầm khoảng 5 ly. Dày tầm 5 ly. Rất là cứng cáp. D15 thì nó là 170. Và D16 là một cái cây cuốc cào nhỏ nằm vườn ạ. Cán thì nó dài được là khoảng 35 cm. Còn về cái phần bề ngang lưỡi cuốc thì nó rộng là 6,5 cm ạ. Còn bề ngang lưỡi cào thì nó rộng là 8,5 cm. Cây này thì nó có hai chức năng, hai đầu, một đầu cuốc và một đầu cào, thì các bác có thể dùng hai chức năng được ạ, vừa cào vừa cuốc được ạ. Đó, trên cán có tem mác mà nó bị mờ chữ rồi, mờ chữ. D16 nó là 170, lưỡi còn rất là đẹp luôn ạ. D16 170. Và số tiếp theo D17 ạ. D17 là một cái cặp cuốc cào. Nó gồm một cái cây cào đấy, cào ba răng ạ. Cào ba răng bề ngang lưỡi cào thì nó được là rộng là 8 cm. Trên lưỡi cào thì người ta có dập logo hãng con voi ạ. Đây là logo con voi ạ. Và trên cái phần tem mác thì cũng có logo tem con voi đấy. Cán gỗ còn đẹp. Và cái cây cuốc này thì bề ngang lưỡi của nó được là rộng là 10,5 cm. Bề ngang lưỡi rộng 10,5 cm. Nó làm bằng thép không rỉ rỉ ạ. Và nó dày chắc gần 2 ly, dày gần 2 ly ạ. Cái này thì nó có dập chữ Snetel, thép không rỉ trên cán. Và trên cán tay phần tay cầm bằng gỗ cũng có tem mác ạ. Một cặp hai cây này là D17, nó là 180 ngàn. Mà sẽ tức là D18 á, là một cái cây cuốc chim. Cái này cán thì cũng còn mới ạ. Còn chiều dài lưỡi cuốc chim là nó dài được 24 cm. Bề ngang lưỡi cuốc chim là nó rộng là 5 cm ạ. Rộng 5 cm. Cái lưỡi này thì còn gần như là mới, chắc người ta cũng mới xài sơ qua nên còn nguyên lớp xi mạ đấy ạ. Đây, hai đầu, một đầu cuốc và một đầu nhọn. Cái này D18 nó là 170 ạ. Cái mã số tiếp theo là mã D19 ạ. D19 nó là một cái bộ taro ạ. Bộ taro này thì nó còn nguyên vẹn bên ngoài đó. Ở trên cái mặt nắp của bộ taro này người ta có dập chữ Japan này các bác, dập chữ Japan. Và bộ taro này thì nó gồm có hai cần taro. Cần số 1 thì nó dài được là khoảng 18,5 cm. Cần số 2 thì nó dài là 18 cm ạ. Và nó có tất cả là 1, 3, 4, 6, gồm có 9 cái mũi taro, 9 cái mũi khoan taro. Và nó gồm 8 cái đầu. 8 cái đầu này, đầu này thì em không biết là gọi là đầu gì ạ. Nó gồm 9 cái đầu cơ. Một cái đầu thì nó đã nắp sẵn vào cái cần taro rồi ạ. Nó nắp sẵn rồi. Đấy, bộ này còn nguyên vẹn, không thiếu chi tiết nào, còn rất là đẹp luôn này các bác. Cái bộ D19 này thì nó là 450 ngàn. D19 ạ. Mà số tiếp theo là D20. D20 là một cái eto ạ. Cái eto kẹp mà. Cái eto này miệng thì nó rộng là được 6,5 cm. Còn nếu mà miệng rộng tối đa, miệng kẹp mở rộng tối đa ra thì nó được tầm 7 cm ạ. 7 cm. Đây cái hàm của nó thì còn rất là đẹp nha các bác. Đây hàm có vân chống trơn trượt này. Và cái miệng hàm của nó không có bị sứt mẻ gì hết luôn ạ. Và bề mặt của cây eto thì còn nguyên lớp xi mạ. Cái này thì có size số 3. Size số 3. Cây eto này thì là D20 nó là 350 ngàn. Đây. Nó có 4 hai bên của cây eto người ta khoét 4 cái rãnh để mình bắt ốc đấy ạ. D20 350 ngàn. Đây miệng còn cực kỳ đẹp. Đến mã số tiếp theo là D
D31. Cái này em ghi nhầm mã rồi các bác. Đến mã D31 luôn. D20 rồi đến D31. D31 nó là một cái cây bào gỗ của Mỹ. Cây bào này thì hãng của nó là hãng Craftsman ạ, Craftsman. Chiều dài cây bào thì nó được là 25 cm. Bề ngang cây bào nó rộng là 5,7 cm ạ, 5,7 cm. Và chiều cao nó cao tầm 13 cm. Đây nó có dập logo hãng là Craftsman này. Ở đây cũng có logo dập hãng là Craftsman Made in USA. Ở mặt trong của cái cây bào gỗ này thì người ta cũng có dập chữ Made in USA bên trong ạ. Dập chữ Made in USA bên trong. Cây bào gỗ này đây cái phần này, cán tay cầm này ạ. Cán tay cầm nó làm bằng gỗ thì nó còn rất là đẹp, bào cũ nhưng mà còn đẹp gần như là mới luôn ạ. Đây, bề mặt không có rỉ sét gì. Còn cái phần cán và hai bên cán thì người ta còn mạ nước sơn đen, còn rất là mới luôn ạ. D31 cây này là 1,4 triệu ạ, 1,4 triệu. Mã số tiếp theo D32 ạ. D32 là một cái bộ gồm 3 cái lưỡi bào, 3 lưỡi bào. Cái lưỡi số 1 thì nó dài được là 11,5 cm và bề ngang lưỡi là được 6,5 cm. Đến cái lưỡi số 2, chiều dài được là 11,5 và chiều ngang cũng là 6,5 cm. Đến cái lưỡi số 3, chiều ngang là 7 cm và chiều dài được là 10 cm. Chiều dài 10 cm. Đấy, gồm bộ 3 cái lưỡi bào như này. Ở mặt sau thì đều người ta đều dập chữ và logo hết ạ. Đây ạ, ba cái này thì là D32 150.000. Này thì chỉ có 50.000 một chiếc lưỡi thôi. D32 150.000. Mà số tiếp theo D33 là một cái lưỡi cây đập đá. Lưỡi này thì nó dài được là 28,5 cm. Cái lưỡi đập đá này thì ở trên bề mặt người ta có dập vân hoa mai, hoa cúc rất là đẹp luôn. Và trên cái phần cán thì người ta có tỉa hình tỉa và dập vân hình cây trúc cũng rất là đẹp luôn. Này các bác có thể mua về xài hoặc là mua về đóng cán thôi các bác, để trưng bày sưu tầm đẹp này các bác. Cán thì làm hình cây trúc, còn cái bề mặt lưỡi thì có dập vân hoa mai, hoa đào ạ. D33 này 180.000. Mã số tiếp theo D34 ạ. Là một cái cây mỏ lết của Mỹ ạ. Cái mỏ lết này thì nó là size 8 inch. Size 8 inch thì nó có chiều dài là 20 cm. Mỏ lết được làm bằng thép đen, thép rất là cứng luôn ạ. Đây trên cây mỏ lết người ta có dập chữ Made in USA. Bên này thì có dập chữ Jameson. Chiều dài là 20 cm, làm bằng thép đen, bề mặt không có rỉ sét gì hết, còn cực kỳ đẹp ạ. Đấy, cái hàm của nó thì khi mình xoáy vào nó cũng rất là khít luôn, nó không có hở hoặc rơ lắc gì ạ. Nó cũng có rơ lắc nhưng mà nó chỉ gọi là, nói chung là cây mỏ lết nào cũng rơ lắc thôi, nhưng mà miệng của nó không bị chảy trượt, nó không bị tòe, nó chỉ rơ lắc ít thôi. Đó, đấy rất là khít luôn ạ. Miệng còn khít này. Và hai bên miệng không có bị chảy trượt gì hết ạ. Bên trong miệng cũng không có bị chảy trượt gì ạ. Cái này D34 hàng là 200.000 ạ, 200. Là số tiếp theo D35 là một cái cây kìm điện 4 chức năng. Cái này có chiều dài được là 20,5 cm. Cán thì được bọc nhựa bên ngoài, nó còn rất là đẹp luôn ạ. Và trên cán có vân để chống trơn trượt khi cầm ạ. Gồm 4 chức năng. Đầu, ở phần ngoài cùng thì là cái chức năng kẹp này. Đến phần số 2 là cái chức năng để bấm cốt dây điện. Còn đến cái chức năng thứ 3 nó là có gồm có 4 cái lỗ để mình bấm kẽm á. Các bác có thể luồn sợi kẽm vào trong lỗ, là các bác bấm kìm xuống là kẽm sẽ đứt ạ. Nó bấm được là 2,5 ly này, 3 ly này, 3,5 ly và 4 ly ạ. Và đến chức năng thứ 4 nó là chức năng tuốt dây điện, gồm có tổng cộng 5 lỗ tuốt dây điện ạ. Một mặt bên này thì còn nguyên lớp xi mạ này, và mặt bên này thì còn sáng đẹp, không rỉ sét gì ạ. D35 cây này 180 á. Mã số tiếp theo D36 á, là một cái bộ cờ lê. Bộ cờ lê này nó gồm tổng cộng là gồm có 6 chiếc cờ lê. Đây ạ.
D38, D36 ạ. D36 gồm 6 chiếc cờ nê. Những cái chiếc cờ nê này thì nó của hãng là Glory. Cái số 1 thì cái nhỏ nhất là có 2 đầu, một đầu 6 ly, một đầu 7 ly. Đến cái số 2 là một đầu là 8 ly, một đầu 10 ly. Đến cái số 3 một đầu 11 ly, một đầu 13 ly. Cái số 4 một đầu 12 ly và 14 ly ạ. Cái số 5 là 17 ly và 19 ly. Cái số 6 là 22 ly và 24 ly. Đấy, nó gồm một cái bộ gồm 6 cái cây cờ lê như thế này thì nó có giá là 180.000. D36 là 180.000. Nó mở được ốc từ 6 ly mà tới 24 ly luôn ạ. D36 180. Mã số tiếp theo D37. Nó là một cái cây kìm kẹp ống, kìm kẹp ống vuông. Cây này chiều dài được là 20 cm, à chiều dài là được 22 cm ạ. Cây này thì bác nào mà làm về nhôm kính thì khả năng hay xài này. Nó miệng nó là kẹp dùng chuyên để kẹp ống vuông vuông. Bề ngang miệng thì rộng là 6,5 cm. Cây này thì còn mới, còn đẹp, chưa qua sử dụng. Và ở trên cái phần sống lưng của cây kìm bấm này thì có hãng đấy ạ. Hãng của Nhật này, Kukataha Vise. Cái này D37 nó là 250.000 ạ. Còn mới chưa xài luôn ạ. Mà số tiếp là D38. D38 là một cái bộ mũi quan sát ạ. Bộ này thì nó đựng trong một cái hộp bằng nhựa. Nó gồm có tổng cộng 13 mũi khoan ạ. Gồm 13 mũi khoan. Nó mũi nhỏ nhất là mũi 1 ly, à 1,5 ly, rồi mũi lớn nhất là mũi 6,5 ly. Cái bộ mũi khoan này thì là hàng mới chưa xài luôn ạ. Đây còn mới tinh luôn các bác. Tem mác còn nguyên si này, hộp còn nguyên này. Gồm 13 ly ạ. À gồm 13 mũi khoan. Là từ 1,5 ly đến 6,5 ly ạ. Đây có cái thông số đấy ạ. Bộ này D38 nó là 190.000. D38 190. Mà số tiếp theo D39 ạ. D39 là một cái bộ mũi khoan của Đức. Đây nó có hãng là Guring, hãng Guring đây ạ. Hãng Guring made in Germany. Đây, bên trong đây nó gồm hộp gồm có 2 này, 4 này, 6, 8, 11 mũi khoan ạ. 11 mũi khoan thì nó khoan mũi nhỏ nhất là từ 6 ly. Còn mũi lớn nhất này thì nó là 9,6 ly, sắp xỉ 10 ly này các bác. Đây ở trên cái mũi khoan thì cũng có dập hãng nha các bác. Guring này, Guring ạ. Ở bên ngoài hộp thì có tem của hãng là Guring made in Germany. Các mũi khoan này đầu thì nó còn sắc bén hết ạ, nó không bị sứt mẻ một mũi nào đâu ạ. Đây hình như là ở một hai cái mũi này nó có vết xước ở trên thân của mũi khoan. Để em kiểm tra em báo các bác. Nó có đây đây như cái mũi có một mũi này nó bị xước này các bác. Nó bị xước trên mũi khoan một vết ạ. Đó. Còn ngoài ra thì các mũi khác thì còn đẹp hết, không có vấn đề gì ạ. Không có vấn đề gì. Có một mũi ạ. Một mũi bị xước. Đó, ngoài ra còn 10 mũi còn lại thì đẹp hết ạ. 10 mũi còn lại thì đẹp. À hai mũi chứ. Đây mũi này thì có vết xước nhỏ thôi. Các bác khoan thì nó vẫn bình thường, cái đầu mũi khoan thì nó còn sắc bén hết ạ. Của Đức thì xài rất là bền luôn rồi. D39 là 350.000 về một mũi. Mã số tiếp theo D40. D40 là một cái cặp rũa kim loại gồm hai cây ạ. Cây này chiều dài, tổng chiều dài mỗi cây là nó dài 47 cm. Còn lưỡi rũa thì dài được 35 cm. Cán thì được làm bằng cao su của hãng là Crossman. Hai cây đều dập hãng Crossman. Một cặp như này thì nó gồm có một cây rũa vuông và một cây rũa cạnh hình tam giác size lớn ạ. Size lớn dài 47 cm. Mới chưa xài luôn ạ. Mới chưa xài. Cặp này D47 nó là 170.000 hai cây ạ. D47 ạ. Mà D40 ạ. D40 là 170.000 ạ. D40. Mã số tiếp theo D41. Mã số tiếp theo là D41.
D41 nó là một cái cây kìm rút ri ve của hãng Kawasaki. Cây này chiều dài được 25 cm ạ, chiều dài 25 cm. Nó của hãng Kawasaki và nó có 4 đầu rút ri ve. Nó rút được đầu ri ve là 2.4 này, 3.2, 4.0 và 4.8 ạ, 4.8, gồm có 4 đầu rút ri ve. Cái này thì nó vẫn còn xài hoạt động bình thường ạ. Người ta có cho thêm cái chìa để tháo mở đầu ri ve nữa, có chốt cài. D41 nó là 150.000. Và số tiếp theo D42. D42 nó là một cái cây kìm kẹp que hàn, cây kìm kẹp que hàn ạ. Cái này thì ở bên ngoài thì có logo đây. Electron Holder MS500 ạ. MS500. Cái kìm quẹt cái hàn này thì cái tay cầm thì bằng nhựa và cái miệng kẹp que hàn thì nó có một cái phần đồng ở bên trong đấy. Để các bác hàn xì thì mua về kẹp que hàn. Người ta có cho kèm một cái chìa lục giác và một cái miếng đồng nhỏ nữa. Cái kìm kẹp que hàn D42 này nó là 250.000. D42 là 250.000 ạ. Và số tiếp theo D43. D43 nó là một cái cây câu liềm. Chiều dài lưỡi là được khoảng 18 cm. Bản của nó rộng là được 5 cm. Và độ dày của nó là nó dày 6,5 ly. Cái này dày 6,5 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt, thép là 3 lớp. Trên bề mặt lưỡi thì người ta cũng có dập chữ Nhật ạ. Đây, người ta có dập chữ Nhật mà dập trên thép thủ công, cái bề mặt nó nhăn nheo nên nó nhìn nó hơi mờ chữ một tí. Bề mặt thì còn nguyên lớp xi mạ rồi ạ, còn đẹp, không có bị rỉ sét gì ạ. Lưỡi mài hai mặt 3 lớp thép. Thấy lưỡi rất là bén luôn, mài cực kỳ bén luôn ạ. Câu liêm này D43 nó là 350.000. Mà số tiếp theo D44 là một cái lưỡi liềm size lớn ạ. Lưỡi này thì chiều dài nó dài được khoảng 27 cm. Và bề ngang nó là rộng là 6,5 cm, 6,7 cm ạ. Độ dày lưỡi lưỡi liềm này thì nó dày tầm ở cái phần bên trong này thì nó dày tới 7 ly, còn bên ngoài này thì nó dày 6 ly ạ. Bên ngoài dày 6 ly, bên trong dày 7 ly. Cái này lưỡi mài một mặt thép là 2 lớp. Bề mặt thì cũng còn một phần lớp xi mạ và bề mặt không rỉ sét gì hết ạ. Đây, mặt sau cũng thế ạ. Cái lưỡi liềm này là D44, nó là 200.000, lưỡi size lớn. Mã số tiếp theo D45 là một cái cây kéo cắt tôn của hãng Mitsubishi ạ. Cây này thì nó có chiều dài được là 26 cm. Tay cầm người ta có bào cao su bên ngoài thì còn đẹp. Đây, nó có người ta dập hãng Mitsubishi đây ạ. Mitsubishi có chốt cài ở đuôi kéo này. Và cái lưỡi cắt của nó thì còn sắc bén, cũng không có bị gam mẻ hoặc rỉ sét gì hết ạ. Bề mặt cây kéo cũng còn đẹp ạ. Cũng có hãng logo hãng và chữ Mitsubishi được dập trên cái phần lưỡi của cây kéo cắt tôn này ạ. Lưỡi kéo cắt tôn, lưỡi chéo. D45 nó là 250.000 ạ. 250.000. Mã số tiếp theo D46. D46 nó là một cây kéo cắt cành đúc ạ. Cây này chiều dài là được 20 cm. Cây kéo cắt cành đúc đuôi cong. Cái phần lưỡi của nó đây, lưỡi thì còn đầy đặn, gần như chưa bị mài mòn luôn ạ. Bề mặt lưỡi thì và thân cán thì đều không có vết rỉ sét gì hết ạ. Còn đẹp, đuôi dáng cong ạ. Có chốt cài bằng thép này và lò xo chữ V. Trên bề mặt lưỡi người ta có dập chìm hai chữ Nhật rất là đẹp luôn ạ. Cây này D46 là 350.000 ạ. Mã số tiếp theo D47 là một cái cây kéo tỉa của hãng ARS. Cây này nó có chiều dài là 19 cm. Tay cầm thì được bọc lớp cao su bên ngoài còn lành nặn và còn đẹp, không có vết chảy, vết xước hoặc là vết rách nữa. Còn lò xo này. Đây, nó có logo hãng ARS được dập trên lưỡi kéo và lưỡi thì còn sắc bén, không có bị gam mẻ gì hết ạ. Bề mặt lưỡi cũng không rỉ sét gì. Ở cái phần cán kéo thì còn nguyên lớp xi mạ luôn ạ. Cái này D47 nó là 170.000 ạ. 170. Mã số tiếp theo D48 ạ.
D48 nó là một cái cặp gồm hai cái cây giao ghép ạ. Cây số 1 thì nó có chiều dài là được là 17 cm. Cây số 2 thì nó có chiều dài là 17,5 cm ạ. Một cây là da trơn, còn một cây là dập da vân như da cóc ạ, vân như da cóc. Đây, cây này mặt lưỡi cũng được ghép thép hai lớp, và một cây mặt bên này thì có dập chữ ạ, dập chữ Nhật ạ. Một cặp như này hai cây D48 nó là 150.000 ạ. Mã số tiếp theo D49 ạ. D49 nó là một cái cây rìu của quân đội Mỹ. Cái rìu này thì ở trên bề mặt nữa thì người ta có dập chữ là một mặt là chữ là Chu American, còn mặt bên này thì người ta cũng có dập một dòng chữ nữa. Cái này giống như là chữ Jameson này, Jameson PAUS.A. Đó, cái phần lưỡi đó. Bề mặt lưỡi thì còn nguyên lớp xi mạ màu xanh. Cái này thì hàng quân đội nên người ta sơn mạ màu xanh quân đội luôn ạ. Cái phần cán người ta, cán gỗ người ta cũng có sơn mạ màu xanh luôn ạ. Và cái này thì nó có chiều dài cán là được khoảng là 80 cm ạ. Và trên cái cây cán, cây rìu thì nó có cái mã số nữa, 151 ạ, 151. Cây rìu ở Mỹ này thì nó có trọng lượng là được 2,2 kg. Cái này D49 nó là 2 triệu ạ, giá 2 triệu. Mã số tiếp theo D50. Mã số tiếp theo D50 là một cái cây rìu bổ củi. Cái này nó có chiều dài được là 21 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 7,5 cm. Cái này thì em lấy ngoài bãi về lưỡi còn nguyên zin thôi, không có mài hoặc là chỉ có trà cước sơ thôi. Đấy, trên bề mặt lưỡi thì còn đẹp, không reset gì đâu ạ, và người ta cũng có dập chữ Nhật trên bề mặt lưỡi rất là đẹp luôn. Và cái này lưỡi cực kỳ dày ạ. Này có thể mua về để bổ trẻ những cái khúc củi lớn được ạ. Còn cái cán thì cũng còn đẹp và cứng cáp ạ. Cán nó dài được tầm là khoảng 90 cm ạ. Cán dài 90 cm. Cán rất là dài luôn. Và cây này thì nó có trọng lượng là được là khoảng 2,5 kg, tầm 2,5 ạ. 2,5 kg. Này D50 nó là 370 ạ. Mã số tiếp theo D51 ạ. D51 nó là một cái lưỡi rìu chữ L. Lưỡi dài được là 15,5 cm. Chiều ngang lưỡi rìu là 13,3 cm. Bề mặt lưỡi thì còn đẹp. Ở mặt bên này thì người ta có dập chữ Nhật mà hơi nhỏ này các bác. Đó. Mặt bên này thì có dập chữ Nhật ở phần giữa lưỡi rìu ạ. Lưỡi 3 lớp thép ạ. Cái lưỡi rìu này thì nó nặng được là 1,1 kg ạ, 1,1. D51 cây này là 300 ạ, 300, lưỡi rìu size lớn. Đến mã số tiếp theo. Cái này thì là cái xiên cá nha các bác. Xiên cá nó có 5 chia này. Và 5 chia có ngạnh này. Cái này các bác mua về xiên cá xiên đấy. Chiều dài nó dài được là 53 cm. Này thì nó là 50.000 nhá. Bác nào đấy thì báo với em cái xiên cá 50.000 ạ. Xiên cá hoặc xiên ếch gồm 5 chia có ngạnh. Nhưng mà số tiếp theo D52 là một cái cây dao chặt ạ. Lưỡi nó dài được là 27,5 cm ạ. Bản rộng là 5,5 cm và độ dày lưỡi dao thì nó dày khoảng 6,8 ly, sắp xỉ 7 ly ạ. Dao chặt đây, nó mũi nhọn mà bề mặt thì có giống vân rèn thủ công ạ, vân rèn thủ công. Và trên bề mặt lưỡi thì người ta cũng có khắc thủ công hai cái chữ Nhật trên đó đấy. Đó, cán còn chắc chắn còn đẹp. Cái này D52 nó là 1 triệu, D52 1 triệu. Mã số tiếp theo D53 cũng một cây dao chặt. Cái này thì chiều dài lưỡi được là 14,5 cm, bản rộng là 3,7 cm, và độ dày lưỡi thì nó dày 4,5 ly ạ, dày 4,5 ly.
cái này lưỡi mài hai mặt thép lưỡi mài hai mặt, cái này nó của hãng là Aventura, đây nó có logo hãng á, và cán bằng nhựa. Cái này mài hai mặt theo nguyên khối, theo nguyên khối bề mặt không rỉ xe gì ạ. Cái này mũi của nó là mũi vuông không phải mũi nhọn ạ. Có một loại là mũi nhọn, còn cái này thì là loại mũi vuông ạ. D53 nó là 300.000 ạ. Mã số tiếp theo D54 là một cái cây dao chặt lưỡi dài được là 16,5, bản rộng của nó là 5,5 cm, và độ dày lưỡi dao thì nó dày 6 ly ạ, 6 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt thép là 3 lớp, bề mặt lưỡi thì không có rỉ sét gì hết ạ, còn láng còn đẹp. Trên bề mặt lưỡi dao thì người ta cũng có dạp chìm chữ nhật trên lưỡi dao đấy ạ, và cán còn chắc chắn, trên cán còn nguyên tem mác mà mờ chữ được. D54 nó là 308 ạ. D54. Mã số tiếp theo D55 cũng một cây dao chặt nữa, lưỡi của nó dài được 16 cm, bản của nó rộng là 6 cm, và độ dày của lưỡi dao nó là dày 6,5 ly ạ, dày 6,5 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt, lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp ạ. Ở phần đầu mũi có mỏ chống trơn trượt ạ. Bề mặt lưỡi thì cũng không có rỉ sét gì đâu ạ. Mặt bên này chữ được dập rất là đẹp trên bề mặt lưỡi dao luôn ạ. Cán còn chắc chắn ạ. D55 cây này 350.000. Mã số tiếp theo D56 ạ. Một cây dao chặt ạ. Lưỡi dài được là 19 cm. Bản rộng của nó là 5 cm. Và độ dày lưỡi dao thì nó dày 7 ly ạ, dày 7 ly. Cái này lưỡi mài van một mặt, thép là 2 lớp ạ. Bề mặt thì cũng còn sáng mịn, không có rỉ sét gì hết ạ. Trên bề mặt thì có dập chìm chữ nhật và có hai cái chữ thì là do người sử dụng hoặc là nghệ nhân khắc thủ công lên ạ. Đây. Mặt sau đấy. Vân thép ghép 2 lớp ạ. Cán còn chắc chắn. Trên cán thì cũng có dập chữ chìm trên cán gỗ luôn ạ. Cái này D56 300 ạ. Mã số tiếp theo D57 ạ. D57 là một cây dao chặt nhỏ, lưỡi dài được 16,5 cm, bản rộng là 3,2 cm, và độ dày lưỡi dao thì nó dày là khoảng 5,9-5,8 ly ạ. Tầm 5,8 ly, sắp xỉ 6 ly ạ. Cái này lưỡi cũng mài hai mặt thép là 3 lớp ạ. 3 lớp. Bề mặt thì còn sáng đẹp, không có gì sét gì hết ạ. Trên bề mặt lưỡi dao thì người ta cũng có dập chìm chữ nhật ạ. Cán cũng còn đẹp luôn ạ. D57 nó là 208 ạ. Mã số tiếp theo D58 là một cái lưỡi dao rừng, lưỡi cong, dao rừng. Chiều dài lưỡi của nó dài khoảng là 16 cm, bản rộng tầm 5,7 cm ạ. Và độ dày lưỡi dao thì nó dày 6 ly ạ, dày 6 ly. Cái lưỡi này thì cán bị gãy rồi, về các bác trêu lại cán mới ạ. Cái lưỡi này thì nó hơi cao vát, cong nhẹ đấy ạ. Cái này thì nó phù hợp bác nào mà hay đi rừng, đi chặt cây ấy. Thì lưỡi một mặt mà nó cong cong vậy thì rất là dễ phát này. Chặt cành hoặc là phát hoang chẳng hạn. Bề mặt lưỡi còn nguyên lớp xi mạ. Cái này thì em thấy lưỡi nó còn mới nên em lấy ạ. Thép ghép 2 lớp, chữ được dập chìm mặt bên trái của lưỡi dao, có cái mỏ để chống trơn trượt ạ. Cái này nó là D58-109 ạ. Mà số tiếp theo D59 ạ. D59 là một cái cây dao phát hoang của Mỹ ạ. Cây này thì nó có một cái bọc lưỡi, nó bằng vải dù, vải cứng ạ. Có chốt cài này và có quai đeo luôn ạ. Có quai đeo luôn. Đây, cây dao phát hoang của Mỹ. Thì cây này có chiều dài được là 31 cm, bản của nó rộng là khoảng bản rộng 5,5 cm ạ, và độ dày là dày 3 ly. Cái này thì bên ngoài người ta có mạ, một lớp mạ màu đen, còn rất là mới ạ, gần như là chưa xài luôn ạ. Nó của hãng là Ontario Canine ạ, và người ta có dập chữ U.S ạ. U.S. Hãng Ontario này thì nó sản xuất rất là nhiều đồ hãng nổi tiếng của Mỹ rồi. Đây, cán có quay,
có quai vòng xung quanh những ngón tay đấy ạ. Cây này nó là mã là D59 ạ, D59 ạ. Mã số tiếp theo là D60 ạ. D60 nó là một cái cây dao bản vuông lưỡi dài. Lưỡi nó dài được là 42.5 cm. Bản của nó rộng là 4.5 cm và độ dày thì nó dày tầm 1,7 ly ạ. Cái này thì lưỡi làm bằng thép không gì gì ạ. Ở trên bề mặt có 1-2 vết ố nhỏ ạ. Này. Lưỡi thì còn đẹp không gì, có vết ố nhỏ trên bề mặt thôi ạ. Lưỡi rất là dài luôn. Cái này thì các bác có thể về cắt về chế thành lakiri cũng được ạ. Này, có chữ Nhật được khắc thủ công ạ. Cán gỗ ạ. Cái này D60 nó là 350.000 ạ. Mã số tiếp theo D61 ạ. D61 là một cái cây dao bản vuông ạ. Dao thái phở ạ. Chiều dài lưỡi là được 24.5 cm. Bản rộng của nó là được 10.5 cm ạ. Và độ dày của lưỡi dao thì nó dày tầm 3 ly. Dày 3 ly. Cái này thì lưỡi mài vát một bên. Và trên bề mặt cũng có chữ Nhật được dập trên bề mặt lưỡi dao. Lưỡi làm bằng lưỡi dao làm bằng thép không gỉ. Cái này thì các bác có thể dùng để thái là băm hoặc là chặt nhẹ được ạ. Chặt những cái ví dụ xương gà nhỏ nhẹ được ạ. D61 cây này 350.000 ạ. 350.000. Mã số tiếp theo D62. D62 là một cái viên đá mài dao kéo của hãng Kinh ạ. Để nó có chữ là Kinh Gealuse. Kinh Gealuse. Nó còn ở trong hộp ạ. Cái hộp thì nó cũng do để ngoài bãi nên nó có bị xước, bị rách sơ sơ ngoài hộp. Còn về cái viên đá này thì còn lành lặn, còn đẹp, không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Cái tem mác này nó cũng có bị chảy sơ sơ ạ. Cái viên đá này thì độ mịn của nó là được 1.000 ạ. Và kích thước của nó đây, nó dài là 15 cm. Và bề ngang là rộng là 7 cm. Còn độ dày nó là 2 cm ạ. Made in Japan ạ. Đá độ mịn 1.000 ạ. Viên này thì nó là D62 250.000. Mã số tiếp theo D63. D63 cái viên này thì cũng cùng hãng là Kinh Gealuse. Ở trên này thì ở trên cái phần hộp tem mác thì có dập chữ Makita. Makita. Viên này thì nó cũng tương tự như viên số 62 thôi ạ. Nhưng mà mới hơn. Tem mác thì còn nguyên si, không có bị chảy xước bong tróc gì hết ạ. Đây trên tem mác trên viên đá này. Độ mịn cũng là 1.000 ạ. Kích thước của nó có dập ở trên cái hộp ạ. Kích thước là 15 cm. Bề ngang là 7 cm và độ dày 22 cm. Độ dày 2 cm. Viên này mới hơn ạ. D63 nó là 280 ạ. Hai viên đều chưa qua sử dụng nhưng mà có một viên nó hơi cũ hơn một tí, còn một viên thì mới hơn ạ. D63 280. Mã số tiếp theo D64 là một cái cây liếc dạng liếc tròn ạ. Cây này nó có tổng chiều dài được là 36 cm. Còn về cái phần lưỡi niếc thì nó dài tầm là 20 cm ạ. Này thì cây niếc này cán thì được làm bằng kim loại. Và liếc này, liếc thì còn mới, gần như chưa xài luôn ạ. Còn rất là đẹp. D64 nó là 200.000 ạ. D64 200. Mã số tiếp theo D65 ạ. D65 nó là một cái cây dao nhỏ. Cây dao này thì nó có bọc lưỡi dao bằng da. Và nó có quai đeo nữa. Đây có quai đeo bằng lưỡi dao bằng da. Cây dao hình là cây ạ. Chiều dài, tổng chiều dài thì nó được là dài khoảng 19.5 cm. Và cái phần lưỡi bén thì được là 9.5. Bản của nó rộng là 3.2 cm. Và độ dày thì nó dày khoảng 2.5 ly ạ. Dày 2.5 ly. Cái này thì ở trên bề mặt thì người ta có dập vân giống như hình cái xương của lá cây ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Cán thì bằng gỗ ạ. D65 cây này nó là 250.000 ạ. D65 250.000 ạ. Dao hình lá cây ạ. D65 ạ. Mã số tiếp theo D66. D66 nó là một cái cây dao găm. Dao găm này thì cũng có bọc lưỡi dao bằng da. Bằng lưỡi dao bằng da. Cũng có
chốt cài và có quai để đeo đấy, có quai đeo. Dao găm này thì tổng chiều dài cây dao thì nó dài 23 cm, phần lưỡi dao dài là 13 cm, bản rộng là được 2,5, và độ dày thì độ dày nó dày khoảng 3,5 ly, dày 3,5 ly. Cái này thì bề mặt thì cũng còn đẹp, không có rỉ sét gì hết. Trên bề mặt nó chỉ có dính 1-2 vết ố nhỏ trên bề mặt thôi ạ. Cán thì làm bằng cán nhôm, hai bên có ốp nhựa cứng hai bên ạ. Bên trong thì có logo, một bên hình con rồng, một bên hình cái đầu lâu ạ, hình đầu lâu. Đó. Cây dao này nó là D66-370 ạ, D66-370. Mã số tiếp theo D67 là một cái cây dao gấp cán ốp sừng ạ. Khâu thì làm bằng khâu đồng, rất là đẹp ạ. Cán thì ốp sừng còn đẹp nguyên, không có bị sứt mẻ hoặc chảy xương gì hết ạ. Hai mặt đấy ạ. Còn về cái phần lưỡi dao, nó cái này thì nó có một cái lưỡi để móc, để mình có thể mình khui bật, khui đồ hộp, khui lon được ạ. Và có một cái lưỡi dao nữa. Đây, lưỡi dao đây. Một cái móc này và một cái lưỡi dao. Cái này thì bề mặt thì không có rỉ sét gì đó. Cái này thì do em chưa mài hoặc chà nên nó nhìn nó bị xỉn màu đen rồi ạ. Lưỡi còn bén á. Và trên bề mặt lưỡi thì người ta cũng có dập chữ trên đó. Dập chữ nâu 2 và có dập thêm mấy cái chữ nhỏ nhỏ nữa. Cái này nó là D67, nó là 200, D67-200. Mã số tiếp theo D68 ạ. D68 là một cái cây dao Lakiri thép thủ công ạ. Chiều dài lưỡi là 18,5 cm, bản lưỡi rộng là 5,2 ạ. Và độ dày lưỡi dao thì độ dày lưỡi thì nó dày khoảng ở nếu mà sát khâu thì nó dày tầm 4 ly và nó mỏng dần ra mũi dao. Mũi dao thì nó cũng còn dày được là 2 ly ạ. 4 ly mỏng dần ra ngoài thì được 2 ly. Cái này thì bề mặt lưỡi còn nguyên lớp xi mạ và trên lưỡi thì người ta cũng dập chữ rất là đẹp. Cái này lưỡi lại mài vát một mặt. Đây, thép ghép nên gần tới sống dao ạ. Lưỡi mài vát một mặt hai lớp thép ạ. Dao còn tương đối mới, cán còn mới và tem mác còn nguyên ạ. D68-400 ạ. Mã số tiếp theo D69 là một cái dao Lakiri thép thủ công 3 lớp. Cái này có chiều dài là được 16,5, bản rộng là 4,9 ạ. Và độ dày của nó nào, lưỡi dày là 3 ly, lưỡi dày là 3 ly và mỏng dần về mũi dao. Cái này lưỡi mới gần như là chưa xài luôn ạ. Đây còn nguyên lớp xi mạ này ạ, màu xanh còn đẹp. Cái này thì nó của hãng này Hirotomo. Nó có logo hình con ngựa và chữ A ở trên lưng con ngựa. Đây và có hai cái chữ của hãng đấy ạ. Hai chữ này là hãng Hirotomo. Cán cũng còn mới và tem mác thì còn nguyên si trên cán ạ. Cái này là thép thủ công 3 lớp. Thường hãng này logo con ngựa chữ A sẽ sản xuất lõi thép giấy xanh ạ. Cái này D69-450.000 ạ. Mã số tiếp theo D70 ạ. D70 cũng một cây dao Lakiri thép thủ công 3 lớp. Cây này lưỡi dài cũng khoảng là 16,5 cm, bản rộng 5 cm ạ. Và độ dày lưỡi thì ở phần sát khâu thì nó dày tới hơn 5 ly ạ. Khoảng 5,2 ly, mỏng dần về mũi dao. Đấy, cái này khâu ở phần lưỡi, cái sống dao ở sát khâu rất là dày luôn ạ. Dày nên dao cảm giác cực kỳ cứng cáp, thái rất là đầm tay luôn. Bề mặt thì còn lớp xi mạ bên ngoài ạ, hai mặt ạ. Lưỡi còn sáng đẹp, không gì xét gì hết ạ. Cái này dày này các bác. Chữ được nhặt được dập chìm trên bề mặt lưỡi dao đấy ạ. Và cán còn mới, tem mác còn nguyên si ạ. Này D70 nó là 300 ạ, 300. Mã số tiếp theo D71 ạ. Một cây dao thép thủ công 3 lớp, dao thái, lưỡi dài 16,5 cm, bản rộng là 4,8 cm ạ. Và độ dày lưỡi, cái này phần sát khâu thì nó cũng dày được 4 ly
và nó mỏng dần về mũi dao. Cái này thì cũng được làm bằng thép thủ công 3 lớp. Bề mặt thì lưỡi dao còn nguyên lớp xi mạ màu xanh, rất là đẹp luôn ạ. Đây, mặt bên này thì có logo chữ của hãng ạ. Cán còn mới, trên cán còn nguyên tem mác ạ. Cán còn đẹp, trên cán còn nguyên tem mác. D71 cây này 260 ạ. Mã số tiếp theo B72. D72 là một cái cây sashimi của hãng Aritsugu ạ. Cây này nó có chiều dài, lưỡi là dài được 20, bản rộng 3 cm ạ. Và độ dày của nó nè, độ dày nó được xấp xỉ 4 ly, khoảng 3,8 ly, mỏng dần mũi dao. Đây, nó có 3 chữ nhật hãng ạ. Hãng này thì người ta thường là sản xuất thép giấy trắng ạ. Bề mặt lưỡi dao thì còn sáng đẹp, gần như mới ạ. Đấy. Mặt bên này thì có dập chữ nhật ạ. Lưỡi hai lớp thép và cán gỗ, khâu là khâu bằng khâu sừng ạ. D72 208. Mã số tiếp theo D73. D73 cũng một cây dao sashimi nữa. Cái này lưỡi dài là 20 cm, bản rộng 2,7 cm, và độ dày lưỡi dao thì nó dày, lưỡi dao dày 3,5 ly ạ. Lưỡi dày 3,5 ly. Cái này lưỡi thì cũng còn đẹp, gần như mới ạ. Không có vết tỉ xét gì hết ạ. Và cũng có chữ nhật được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao đấy ạ. Lưỡi hai lớp thép. Cái này cũng cán gỗ là khâu bằng sừng ạ. Và có tem trên khâu luôn ạ. D73 cái này 250.000 ạ. Mã số tiếp theo D74 ạ. D74 nó là một cái cây dao